Kinh văn Diệt dịch. Đức Phật bảo: Ông hiểu như vậy, sao còn hỏi tính diệu giác minh không của Như Lai? Có khi nào sinh khởi núi sông đất liền lại chăng? Giảng giải: Thế là Phú Lâu Na dứt khoát rằng người trong mông hoa đốm kia sinh lại giữa hư không là kẻ cuồng si. Chữ cuồng trong tiếng Hán thường ghép chung với chữ điên. Cuồng là hậu quả của trạng thái quá dương, và điên là hậu quả của trạng thái quá âm. Đây là giải thích theo y học Trung Hoa. Dương là lửa hoặc tính nóng của con người, hậu quả là nổi cuồng lên khi tình trạng này lên đến cực điểm. Còn âm là thiếu sức nóng, hậu quả là một dạng bệnh khác gọi là điên khi quá âm. Bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng là một dạng của trạng thái quá dương, và ám ảnh làm giàu là một dạng của trạng thái quá âm. Trên thế gian chỉ có hai hạng người này: một hạng thích danh tiếng và một dạng thích giàu có. Nếu có ai khen hạng người thứ nhất: Anh thật giỏi giang, thật thông minh và khôn ngoan, mọi điều anh làm đều tốt đẹp. Đối với anh ta, những lời khen như vậy là ngọt như đường phèn. Còn hạng người thứ hai thích làm giàu hơn, suy nghĩ mọi cách để móc tiền của thiên hạ. Anh ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có tiền, thật là bất lương. Chẳng hạn, khi anh ta bán gạo, anh ta rưới thêm một ít nước vào gạo để làm cho gạo nặn thêm. Và nếu anh ta rưới nước vào đậu thì đậu sẽ nở ra, nên anh ta chỉ cần bỏ ít đậu vào trong bao rồi rưới nước vào để đậu trương lên và nặng ký hơn. Thế nên ở Trung Hoa có người làm nghề buôn bán ngũ cốc bị sét đánh chết. Trên lưng anh ta còn lưu lại bốn chữ mà không ai giải ra, cho đến khi có một người gạch một nét dài ngay ở giữa và từ trên xuống, mới thành bốn chữ hoàn chỉnh: Mễ Trung Đối Thủy, rưới nước vào trong mễ cốc. Khi trên thế gian quá nhiều những kẻ ác độc, họ sẽ bị sét đánh để lấy đó như một lời răn cho những kẻ khác. Đức Phật bảo: Ông hiểu như vậy, sao còn hỏi tính diệu giác minh không của Như Lai? Có khi nào sinh khởi núi sông đất liền lại chăng? Một khi Như Lai đã chứng quả diệu giác minh không rồi, sao Ngài lại có thể trở thành núi sông đất liền được nữa? Sao ông lại hỏi như vậy? Chư Phật, các đức Như Lai cũng như những người mê lầm phương hướng, nhưng sau đó đã biết được chính xác phương hướng nên không còn mê nữa. Thế nên hỏi rằng, liệu có thể trở nên mê mờ lại chăng sau khi đã chứng ngộ Phật quả? Cũng giống như người đứng trong hoa đốm hiện ra lại giữa hư không. Một khi đã đạt đến quả vị Phật rồi thì không còn xoay chuyển trong tánh Như Lai tạng nữa, không còn quay trở lại chúng sinh và sinh khởi vô minh nữa. Ha ha ha, 闻三摩地所